Một em đồng hồ đến từ thương hiệu Whitnow ơ. Em này được bọc vàng toàn thân, có khắc dấu 10K các bác ạ. Và đây là một chiếc đồng hồ cơ lên dây dành cho các bác cổ tay dưới 16. Phần máy bên trong của đồng hồ Whitnow rất là sáng và sở hữu bộ máy cơ 17 chân kính. Xin chào các bác đang theo dõi video của kênh đồng hồ Kiên Đồ Cũ, kênh chuyên chia sẻ và giới thiệu về các mẫu đồng hồ xưa cổ chính hãng. Để chốt đơn thì các bác hãy nhắn về số Zalo ngay trên màn hình này ạ, 0936 050424. Và trên tay em là một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Rado của Thụy Sĩ. Chiếc Rado sở hữu với phần đáy được lộ cơ. Các bác có thể nhìn rõ được phần máy bên trong của đồng hồ là một bộ máy cơ vàng. Máy cơ 4 tầng tự động 25 chân kính, nguyên zin nguyên bản của đồng hồ Rado. Mẫu Rado này với phần mặt kính là mặt bát quái. Các cọc số được đính đá và hai ô lịch, một ô lịch thượng tại vị trí góc 12 giờ. Em này với size mặt là 35,5 thì các bác cổ tay từ 18 trở xuống là các bác đeo đẹp. Chiếc này thì sẽ điều chỉnh lịch bằng cách là xoay kim 24 giờ các bác nhé. Để em xem nó có nấc chỉnh lịch ngày nhanh không. À có, cái này có nấc chỉnh lịch ngày nhanh. Đó, cũng rất là dễ dàng khi các bác sử dụng thôi. Và ngoài ra thì đồng hồ còn có hỗ trợ cơ lên dây. Vừa có bộ tự động và vừa có hỗ trợ cơ lên dây, rất là thuận tiện cho quá trình các bác sử dụng. Chiếc này có giá cực tốt tại cửa hàng Kim Đồ Cũ cho các bác yêu thích thương hiệu đồng hồ Rado Thụy Sĩ, và đặc biệt là một chiếc Rado lộ đáy. Em này có giá 2,4 triệu. 2,4 triệu R92 các bác nha. Mẫu số 2 trong video ngày hôm nay, một em đồng hồ đến từ thương hiệu Seiko, Seiko Fairway. Đây là một dòng đồng hồ ra đời từ những năm 1960 của thương hiệu đồng hồ Seiko. Được bọc vàng toàn thân. Mẫu đồng hồ Seiko dòng Fairway này thì được Seiko cải tiến với phần đáy, như các bác có thể quan sát thấy trên video này, là đáy đúc liền. Đáy đúc liền. Khi mà tạo ra mẫu đồng hồ dòng Seiko Fairway này thì thương hiệu Seiko mong muốn là tăng cái độ chống nước cho đồng hồ vào cái thời điểm đó. Nên là họ làm lên một cái dạng khối đúc liền. Và muốn xem được bộ máy thì phải mở ra từ phần mặt các bác nhé. Mẫu đồng hồ Seiko Fairway này thì nó khác so với các dòng Seiko cùng thời. Điểm thứ nhất là về cái phần chân càng này, thiết kế nó mềm mại hơn, nó có độ cong và nó to hơn so với các mẫu đồng hồ như là Seiko Crown hay là Seiko Chronos. Đấy, thì cái này nó mang cái hơi hướng giống với chân càng của đồng hồ Patek Philippe. Và phần núm này nó cũng sẽ to hơn. Rồi, chiếc này thì size mặt của nó cũng dễ đeo. Thì em sẽ kiểm tra cái size mặt này nha. Em này size 36 này, cho các bác cổ tay từ 18 trở xuống, các bác đeo được chiếc này. Mặt có vết thời gian. Và giá của chiếc này cực kỳ tốt để các bác sở hữu được một em Seiko từ năm 1960 các bác nhé. Giá chỉ có 1 triệu 8 cho em này, mã F10. Bọc vàng toàn thân, đáy đúc liền. Đáy đúc liền. Size mặt 36, máy cơ lên dây 21 chân kính chuẩn với máy zin của đồng hồ. Chốt đơn cho em nha, S10, 1,8 triệu. Mẫu số 3 trong video hôm nay, một chiếc đồng hồ Whitnow Earl. Whitnow Earl thương hiệu đồng hồ của Thụy Sĩ.
Em này là anh em của nhà Longjin đây. Logo nổi tại vị trí góc 12 giờ. Mặt số học trò và cái phần mặt bên trong của đồng hồ này nó mang thiết kế rất là độc đáo và khác lạ. Các bác có thể để ý kỹ này. Mặt nó không đơn thuần là một màu mà nó là sự cái này các bác hay gọi là mặt cát đấy các bác. Nó có những cái gợn gợn bên trong này. Đây không phải là cái dấu vết dầu lên nhé. Đấy là đặc trưng của cái phần mặt này nó như vậy đó ạ. Phần viền ngoài cọc số là những chấm tròn thể hiện cho những phút thời gian. Và em này thì bọc vàng toàn thân, lớp vàng còn khá là đẹp. Bọc vàng toàn thân, khắc triện 10K này. Máy cơ lên dây, núm là núm cổ của thương hiệu Elgin các bác nha. Một chiếc núm của Elgin này. Bộ kim cổ, đây em sẽ xoay kim đồng hồ này các bác nhìn rõ được này. Đó, bộ kim còn rất là đẹp nha. Chân càng, 4 chân càng, thiết kế thon gọn, ôm lấy cổ tay. 4 chân càng rất là ôm cổ tay luôn. Winner này có size mặt là size 32 cho cổ tay dưới 16, đeo đẹp ạ. Bây giờ em sẽ mở hình chụp máy để các bác cùng xem được phần máy bên trong của mẫu đồng hồ Winner ngày hôm nay. Các bác có thể thấy là máy nguyên zin nguyên bản, máy còn rất là đẹp, cơ cót 17 chân kính. Chốt đơn cho em mẫu đồng hồ này nha. VK26 Whitnauer Thụy Sĩ giá 2,2 triệu cho em này. Trời, giá quá là tốt để sở hữu một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ với bọc vàng toàn thân. Tiếp tục là em đồng hồ Citizen 7 Star, một dòng đồng hồ của Nhật xưa. Phần mặt của chiếc này màu trắng, có trải tia, bắt sáng rất là đẹp. Kim cọc được cài đá đen, có hai ô cửa lịch. Logo số 7 được làm nổi tại vị trí góc 6 giờ. Đây là dòng Citizen 7 Star, dòng đồng hồ cao cấp của Citizen. Chiếc này sở hữu bộ máy cơ tự động với 23 chân kính, thân vỏ bọc vàng. Em này là vỏ đồng và nó được bọc vàng bên ngoài các bác nhé. Nên là mặc dù là có một vài cái vị trí lớp vàng có hao mòn theo thời gian, nhưng mà nhìn tổng quan thì nó có sự đồng điệu giữa phần vỏ và phần bọc vàng. Nhưng nó vẫn là một chiếc đồng hồ rất là đẹp. Đây các bác thấy là khi mà em đeo lên trên tay nhé, nhìn rất là sáng, sang, chất. Đáy là đáy inox này. Rồi em sẽ mở máy, các bác cùng xem phần máy bên trong ạ. Đây là phần máy bên trong, máy Citizen Winzin 23 chân kính, 23 Jewel. Em sẽ đo size mặt của em này nha. Size 36 ạ. Size này thì rất là dễ đeo rồi. Cùng kết hợp với phần chân càng, họ làm kiểu thiết kế liền như thế này thì nó giúp nới rộng phần mặt đồng hồ, nên là chiếc đồng hồ này nó sẽ tương ứng với một chiếc size 37-38 cho các bác cổ tay từ 20 trở xuống đeo đẹp ạ. Citizen 7 Star, dòng đồng hồ Nhật xưa chính hãng, có mã là C33 với giá chỉ có 2,2 triệu đồng. Chốt đơn chiếc Citizen này cho em nha. C33 2,2 triệu ạ. Tiếp theo là mẫu đồng hồ Nevada. Em Nevada xưa với phần niềng xoay rất là chất. Em này có thiết kế tương ứng với những mẫu đồng hồ thể thao như bây giờ. Thiết kế này thì mang đến cái sự khỏe khoắn cho người sử dụng. Đặc biệt là phần kính nguyên bản của chiếc đồng hồ Nevada. Kính được cắt thành 9 khối, 9 góc
Đó, kính nguyên zin nha, chất kính còn rất là đẹp các bác ạ. Mặt xám có vết thời gian ở bên trong. Đó thì trên tay các bác sẽ là một chiếc đồng hồ xưa với phong cách thể thao và kính nguyên khối cực kỳ chất, thuộc đến từ thương hiệu đồng hồ Nevada của Thụy Sĩ. Em này sở hữu bộ máy cơ lên dây 17 chân kính nguyên zin nguyên bản. Sa mặt của em nó lên đến 39 cho các bác cổ tay từ 20 trở xuống ạ. Em này máy nguyên zin các bác nha. Rồi các bác cùng xem phần máy bên trong này. Máy khắc tên thương hiệu Nevada 17 chân kính của Thụy Sĩ. Máy rất là chất. Chốt đơn cho em chiếc này nha, Nevada với mã đồng hồ là N15, giá 1.500.000 đồng. Đồng hồ Nevada, thương hiệu đồng hồ đến từ Thụy Sĩ xưa. Em lên tiếp với em đồng hồ Nga nha, thương hiệu Rick. Em này hết cót rồi, em sẽ lên dây cót lại cho đồng hồ. Em này sở hữu bộ máy vàng rất là chất các bác ạ. Cọc số là mã này. Máy cơ lên dây 23 chân kính, mặt trắng. Vỏ ngoài là vỏ gì đây? Em này là vỏ bọc inox. Đấy, lớp vỏ còn rất là đẹp. Và thiết kế form dáng mỏng nha. Các bác có thể thấy này. Bỏ cái phần kính mica ra, các bác sẽ thấy được cái độ dày của cái lớp thân, của cái phần thân đồng hồ này là rất là mỏng luôn này. Kiểu form dáng siêu mỏng. Ôm cổ tay nha. Đó, đeo lên trên tay rất là chất và sang luôn này. Các bác nào mà làm văn phòng ấy, các bác đeo chiếc này lên thì bao sang cho các bác luôn nha. Giá size ngang của chiếc này là size 35, mã L10, giá 1.800.000 cho em này. Rồi em sẽ lấy cái hình chụp máy của chiếc Rick này cho các bác cùng xem nha. Đây là phần máy bên trong, các bác có thể thấy là máy su cổ 23 Jewel trên kính này, với vành tóc gai cổ điển. Máy cực chất. Các bác nhắn về Zalo em gửi hình chụp, các bác sẽ xem được chi tiết hơn nhé. Em này mã L10 giá 1.800.000, chốt đơn cho em ạ. Giá quá là tốt, sở hữu một em đồng hồ Nga máy vàng 23 chân kính nguyên bản. Tiếp theo là em đồng hồ đến từ thương hiệu Benrut của Thụy Sĩ. Em này với thân vỏ inox, cọc số học trò, bộ kim cổ. Và đặc biệt là phần đáy đúc liền. Đáy đúc liền luôn, liền khối luôn. Đó. Đáy đúc liền khối. Vỏ của nó còn đẹp lắm nhé. Núng zin Benrut các bác này, các bác sẽ thấy biểu tượng Benrut ở đây này. Em này với form dáng mỏng, chân càng ôm cổ tay. Máy cơ lên dây, chuẩn nguyên zin của đồng hồ Benrut. Mặt thì các bác để kỹ là phần viền của phần mặt này đã có dấu hiệu lên dầu, vết thời gian. Tuy nhiên rằng là với một mẫu đồng hồ xưa mà không qua spa thì chuyện này nó là chuyện rất là bình thường. Và các bác muốn sưu tầm một chiếc đồng hồ xưa nguyên bản thì chiếc Benrut này là một cái lựa chọn rất là đáng sưu tầm. Vì cái giá của nó quá là tốt các bác nhé. Giá chỉ có 1.500.000 thôi. B19 này. Đó mà lại còn là đáy liền. Đáy liền tuy đuôi cá nha. Đúng zin. Đó, rất là chất. Mà giá chỉ có 1.500.000 cho em này thôi. Vậy là vừa xong thì Càng Kiên Đồ Cũ cũng đã giới thiệu cho các bác 8 mẫu đồng hồ xưa của ngày hôm nay rồi. Các bác lần đầu đi đến kênh Kiên Đồ Cũ, các bác hãy ấn nút đăng ký màu đỏ ngay dưới video kèm biểu tượng chuông bên cạnh để các bác sẽ nhận được thông báo trong thời gian tới thì Càng Kiên giới thiệu tiếp mẫu đồng hồ trong video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.